Bé gái này. Dạ. Cháu mua hộp đánh dây để làm gì? Để cháu đi đánh dây ạ. Vậy thì mua hộp đánh dây bao nhiêu tiền? 100.000 ạ. Đắt thế cơ ạ? Không đắt đâu ạ. Trong đó có gồm túi đồ nghề, xi đánh dây, vải lau và ghế ngồi nữa ạ. Cháu đã có đủ 30.000 rồi, chỉ còn thiếu 70.000 nữa thôi ạ. Đây. 70.000 này chú cho cháu. Nhưng mà chú có một yêu cầu. Yêu cầu gì ạ? Coi như là 70.000 này chú cho cháu vay là tiền đầu tư của chú. Chú sẽ ở khu này 5 ngày. Trong 5 ngày tới cháu phải trả chú 70.000 cộng với 10.000 tiền lãi nữa. Cháu có làm được không? Được ạ. Cầm lấy. Cháu cảm ơn ạ. Cháu chào chú ạ. Đồ nghề của cháu đây ạ? Vâng ạ. Cháu đã thuyết phục bà chủ bán hàng giảm giá nên chỉ tiêu hết 80.000. 20.000 này cháu trả chú trước ạ. Được. Chỗ này được này. Chú đối tác, hay là để cháu trả chú 10.000 tiền lãi luôn bây giờ nhá. Cháu đúng là đối tác lanh lợi đấy. Cháu muốn đánh dây cho chú để trả số 10.000 tiền lãi có đúng không? Vâng ạ. Được. Vậy thì cháu đánh dây cho chú nhá. Chú yên tâm đi, tay nghề của cháu sẽ không làm chú thất vọng đâu. Nhưng mà nếu như cháu đánh không sạch ấy thì coi như là cháu không thành thật và chú là người đầu tư thất bại. Được không? Vâng ạ. Nào. Tốt lắm. Chú tặng cháu 2 chữ nhé. Vâng ạ. Nào. Rồi. Quyết định như vậy nhé. Chào anh. Chú ơi, hôm nay là ngày thứ 5 cháu trả chú tiền chú đầu tư cho cháu ạ. Ngoan lắm. Chúng ta đã có một cuộc làm ăn vô cùng thành công. Chú muốn tặng cháu một món quà. Đây. Cháu cầm lấy. Cháu cảm ơn chú ạ. Sau này cháu vào đại học nhất định cháu sẽ đi tìm chú. Được. Quyết định như vậy nhá. Vâng ạ. Tôi hiểu rồi. Việc này ông có thể cho tôi thêm thời gian được không? Chúng tôi đang tìm. Alo. Alo. Chủ tịch, có một vị giám đốc muốn gặp anh. Tôi đã nói là tôi không tiếp ai cơ mà. Nhưng cô ấy nhờ tôi đưa cho anh vật này ạ. Hơn 20 năm, cô đã lớn như vậy rồi à? Vâng, cháu đã nói là cháu sẽ tìm chú mà. Đây là 3 tỷ. Cô làm vậy là có ý gì? Cháu muốn đầu tư vào công ty của chú. Trước đây, chính chú là người đã dạy cháu cách kiếm tiền. Cháu đã tích góp rất nhiều. Và giờ cháu có 3 công ty. 3 tỷ này, cháu nghĩ cháu có quyền được nhận tiền lãi.
Vậy cô muốn lãi bao nhiêu? 10.000.